clip chào ba ba. Nè, cầm dưới đây nè, bóp dưới đây nè. Alo, mến chào các bạn. Đây. Bữa nay rảnh rỗi cuối tuần cho nên cả nhà Tin Store đi chơi đi dạo. Dắt mọi người đi ra thăm vườn grapes nè. Tiếc cái là nó qua cái mùa trổ bông của hoa anh đào, tức là cherry đó. Mới có quay rồi. Mai mốt khi nào mà flow mình, tức là mận nó ra trái hoặc là nó ra trổ bông, mình dắt các bạn đi chơi nữa. Còn nếu các bạn nào mà rảnh rỗi mà thích thì ghé qua Đức, ghé vô Germany hú một tiếng Tin Store dắt các bạn đi chơi. Rồi, có bà mẹ đẹp nè, bà mẹ đẹp bữa nay làm camera. Người quay phim. Lúc nào mà không làm cameraman. Cái vùng địa phận này nó đi ra ngoại ô cách khoảng chừng mình nghĩ là khoảng chừng 10 cây số, 5 cây số đến 10 cây số khoảng chừng đó thôi. Ở đây toàn là vườn còn trồng cây không à. Nào là cherry, nào là táo, nào là mận, đủ thứ hết á. Có cả cái gì nè. Cái trái gì mình tự nhiên giờ nhắc cái mình quên mất tên, trái nó ngon lắm. Nó nhỏ nhỏ vậy nè, vàng vàng. Đó. Là cái trái gì mà hả? Quên mất rồi. Cái mận á hả? Không phải Mirabel mận. Hả? Mirabel. Đó. Ai mà uống rượu là biết là Mirabel là biết rồi đó. Chỉ có ở đây vùng này nó không có trồng lê. Raps này á, cái bông raps này người ta ép lấy dầu. Dầu chiên, dầu ăn giống như là dầu đậu phộng như mình vậy đó, hoặc là dầu bông hướng dương ha. Rồi ngoài ra nó có nhiều tác dụng lắm. Người ta ép cái dầu đó và người ta có thể ngoài cái dầu để chiên ăn, người ta còn cho làm năng lượng để cho xe chạy xe nữa, là diesel, bên này nó gọi là biodiesel. Đó, là chạy xe khi mà người ta dự định là ví dụ như là đến một cái lúc nào đó dầu mỏ, dầu nhớt thiên nhiên nó hết thì họ sẽ sử dụng lấy cái này để cho chạy diesel. Đó. Hiện tại bây giờ là đã có họ làm diesel để cho chạy xe, gọi là biodiesel. Nhớ nha, Tin Store nha các bạn. Ai thích ghé qua Germany mình dắt đi chơi. Nhậu suốt đêm luôn.